Thưa quý vị, không được như ba bạn bè đồng trang lứa, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn rất nhiều số phận kém may mắn. Đó là những trẻ em mồ côi, những trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn. Cuộc sống của các em nhiều vất vả, thiệt thòi và hầu hết đều phải tự lập từ rất sớm. Khó khăn là thế, thế nhưng điều đáng quý là nhiều em nhỏ đã không chịu khuất phục trước số phận mà đầy ý chí vượt khó, vươn lên nỗ lực sống tốt và học tập tốt, trở thành tấm gương sáng để các bạn cùng trang lứa học tập và noi theo. Căn nhà trọ chật hẹp với diện tích 15m2 này là nơi che mưa, che nắng của 4 thành viên gia đình em Lê Tiến Mạnh, học sinh lớp 5 trường tiểu học Xuân Tâm 2, huyện Xuân Lộc. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, mẹ là giáo viên trường mầm non Bình Hòa, xã Xuân Phú với thu nhập 4,6 triệu đồng một tháng. Còn ba em làm nghề tự do, ai kêu gì thì làm việc đó nên thu nhập không ổn định. Dưới Mạnh có một em gái bị hội chứng đau bẩm sinh, thường xuyên đau ốm. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cộng thêm tiền thuốc men thường xuyên khiến cuộc sống gia đình em đã chật vật, khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Dạ, sáng thì đi học, còn trưa với giờ thì phụ giúp ba mẹ bán quán với lại trông em, còn tối rảnh rỗi thì lấy vợ ra học bài. Nếu mà bài nào mình không hiểu thì mình nói với cô để cho cô giảng lại cho mình hiểu hơn. Với Mạnh, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không lấy đó làm mặc cảm tự ti mà càng tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực phấn đấu học tập tốt. Suốt 5 năm học qua, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Em rất là chăm ngoan, học giỏi, dễ thương, rồi là nhiệt tình trong mọi cái công việc. Xuyên cũng giúp đỡ bạn khó khăn trong lớp, việc học, siêng năng phát biểu bài. Những cái lúc mà có những bài toán khó thì em ấy cũng rất là liên hệ với cô giáo nhờ sự giúp đỡ của cô. Còn lại thì Tiến Mạnh cũng tham gia các cái hoạt động trường lớp rất là tích cực, lao động nữa đó. Thì Tiến Mạnh là người to con khỏe mà, cho nên cũng tham gia rất là năng nổ. Một tấm gương khác là em Nguyễn Minh Đạt, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Năm 2012, mẹ của Đạt qua đời do bị sốt xuất huyết, kèm theo nhiều bệnh nền. Một mình ba em Đạt làm công nhân kỹ thuật nuôi hai chị em Đạt ăn học. Những tưởng cú sốc mất mẹ và cuộc sống khó khăn sẽ làm em sa sút việc học hành. Nhưng Minh Đạt đã kiên cường vượt qua nỗi đau, duy trì nhiều năm liền học sinh giỏi. Dạ, buổi sáng thì con đi học về thì buổi trưa thì con sẽ học 1 đến 2 tiếng rồi con sẽ học trên mạng, học kiến thức mới trên mạng rồi buổi tối con lại học ôn lại bài cũ một lần nữa. Vậy là sáng mai lên lớp là con sẽ vừa học được bài cũ mà con lại có thêm một xí đó sẵn cho bài mới thì con sẽ học tiếp thu tốt hơn. Thì thấy cháu học hành tốt và có năng lực cho nên là khi vợ mất rồi nhưng mà mình phải cố gắng làm sao để cho cháu có một cái điều kiện tốt nhất để mà cháu tiến bước trong cái con đường học hành của cháu. Tuổi nhỏ nhưng chí không nhỏ, Tiến Mạnh, Minh Đạt và nhiều học sinh khó khăn khác cũng đang nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, đã và đang là những con ngoan, trò giỏi.